vệ sinh sạch ha, mình tắm rửa thì hiển nhiên là mình sẽ dùng những cái cục bông tắm dùng dài để là sạch. Sau khi mà mình tắm xong á thì mình sẽ dùng cái Kebabi là cái chất sát khuẩn á, mình sẽ pha loãng theo cái tỷ lệ á, là khoảng 1:4 hoặc là 1:5, có nghĩa là pha khá là loãng ha. Rồi chúng ta sẽ lấy cái Betadine đó, chúng ta sẽ lau trên cái bề mặt da của chúng ta. Tại sao mà hướng dẫn cho các bạn pha loãng như vậy? Tại vì đó là nếu các bạn để đặc quá thì nó sẽ rất là dây vô mền gối. Tại vì cái phương pháp, cái hướng này nó chỉ là một cái cách để làm sạch hơn cái quá trình mà vệ sinh cái lưng của chúng ta thôi. Rồi sau khi chúng ta bôi cái Betadine pha loãng vậy rồi, sau đó chúng ta sẽ bôi thuốc ở trên cái vùng mà chúng ta bị nắng. Và nhớ là khi chúng ta bôi thuốc trên vùng bị nắng thì chúng ta khi nằm ngủ nha, mọi người nên chọn cái tư thế là nằm nghiêng để ngủ, rồi thì nó sẽ đỡ cái tình trạng nắng rất là nhanh nha mọi người. Và nhớ là đến với phòng khám, có thể đến với Mancilia để mình áp dụng cái công nghệ laser 1064 mà xung dài nha mọi người. 1064 xung dài thì sẽ chuyên điều trị nắng nè, mạch máu nè, hoặc là điều trị những cái vấn đề về đỏ da, giãn mạch, những cái mạch máu sâu á. Còn 1064 mà xung ngắn á, dùng để bán sắc tố thì không điều trị được nắng nha cả nhà nha. Mọi người lưu ý giúp bác sĩ ha, chứ không phải là laser nào đưa lên cũng điều trị nắng được đâu nha. Mọi người có thể search những cái gì mà bác sĩ nói dựa trên ở trên blog net ha, nghĩa là 1064 long house đó, đó là mình search keyword đó, treatment nail fungus ha, đó là những cái dạng là cái từ khóa keyword để cho mọi người có thể search. Bạn Hồng Dung cao đó là đầu ngón tay có những chấm li ti giọt nước ẩn ở bên trong, có phải là tốt không bác sĩ? Không phải nha Hồng Dung, chị nghĩ cái này là em bị tổ đĩa ha. Tổ đĩa đó là một cái dạng phản ứng của da, và phản ứng của da này á, thì thường á, là mình sẽ do là mình tiếp xúc với những cái nguồn nước dơ ha. Và thường là nó liên quan đến vi trùng, cho nên là những cái bụng nước này nó rất là ngứa, và khi mà em làm vỡ thì nó có tính lây lan, cho nên nó là những cái dạng bụng nước li ti này nếu mà ngứa quá thì em bắt buộc em phải đến phòng khám để mà em khám và lấy thuốc để bôi ha. Thuốc bôi ở tại phòng khám thì thực ra là bác sĩ sẽ cho toa mọi người ra ngoài hiệu thuốc tây để mua nha. Nắm da đầu có chữa được không bác sĩ? Nắm da đầu thì sẽ phải có thuốc gội nè, để có dầu gội nè, thuốc bôi nè. Đồng thời đó là thường đó là mình sẽ uống nè. Thường nắm da đầu á, nếu như mà trong trường hợp mà không có dùng thuốc được thì bác sĩ vẫn cho là laser 1064 xung dài bắn trên cái vùng da đang bị nắm luôn. Mọi người nhớ nha, 1064 xung dài thì nó không có bị, nó không có bắt cái melanin ha, nó nói chung là nó là một cái tia xung dài, nó khác với lại chúng ta bắn 1064 xung ngắn nha. Nếu như chúng ta bắn 1064 xung ngắn trên da đầu thì coi chừng mất cái màu tóc nha mọi người. Cho nên là mình phải lưu ý kỹ nha, tại vì sau cái livestream này thường bác sĩ hay thấy là có nhiều phòng khám cũng nghĩ là mình có 1064 mà mình lôi ra mình bắn, nhưng mà 1064 nó sẽ phân biệt rất là rõ nha, xung ngắn hay xung dài. Và Mancilia thì có xung dài, có xung ngắn. Xung ngắn là dùng để điều trị nám, còn xung dài dùng để điều trị mặt hoặc là những vấn đề phức tạp như là nắng nóng đó, là mình sẽ có những cái loại laser đó nha mọi người nha, chứ không phải laser nào cũng dùng được đâu nha cả nhà ơi. Bị nắng nóng có phải kiêng không tiếp xúc với nước rửa chén hay xà bông không bác sĩ? Thường là mình nên kiêng với chị Lê Huyền, tại vì đa số những cái vấn đề nắng nóng thì nó sẽ làm cho cái chất lượng máu của mình nó yếu, và khi mình tiếp xúc với những cái hóa chất này nó sẽ gây thêm cái tình trạng là loạn chuyển máu, nó sẽ rất là khó để lành. Cái thứ hai nữa là những cái nguồn mà mình rửa, ví dụ mình rửa cái chén thì dĩ nhiên cái xà bông thì nó cũng sạch đó, nhưng mà cái chén của mình nó dơ, và những cái nguồn dơ như vậy nó mới là cái nguồn mà mình bị nhiễm thêm hoặc là mình tái nhiễm. Cho nên đó là thường người ta hay nói là nắng nóng thì các chị kiêng những cái loại mà rửa, ví dụ như rửa chén nè, rửa rau nè. Rửa rau là mình còn kiêng nhất luôn á, những cái loại mà nhất là những cái rau mọc ở bùn ha, bùn đất rồi đó. Đó, những cái đó thì chúng ta cần phải kỹ một chút.